Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong một buổi chiều hè thật là nóng bức như ngày hôm nay ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dưới trời nắng chang chang như ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi, thay mặt những người làm chương trình kênh ô tô 360 của tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn ngày hôm nay là chúng tôi vừa mới về một chiếc xe Ford Ranger bản XLS ạ. Đây là bản XLS, tức là số tự động, bản số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tháng 12 năm 2017 ạ. Đăng ký cuối năm 2017 rồi ạ. Cho nên là chiếc xe này là form này tương đối là mới đấy ạ. Và chiếc xe mới chạy có hơn 5 vạn km thôi. Chiếc xe còn rất là đẹp, dàn lốp này là còn nguyên bản hết vì mới chạy có hơn 5 vạn km thôi, cho nên xe còn rất là đẹp ạ. Đây là chiếc xe này là được đăng ký là màu bạc và được sản xuất năm 2017, nhập khẩu từ Thái Lan ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Chúng tôi đang chào bán là 565 triệu đồng ạ. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Ranger XLS này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin mời quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn đang xem clip này thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ, để chúng tôi có động lực để làm clip lên đây để cho quý vị và các bạn cùng xem ạ, chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem, chia sẻ cho quý vị và các bạn những chiếc xe mà chúng tôi đã nhập về ạ. Chúng tôi nhập về thì chúng tôi đã kiểm định về chất lượng rồi ạ. Chúng tôi kiểm tra tất cả về chất lượng để chúng tôi mang lên đây bán cho quý vị và các bạn. Cho nên quý vị và các bạn mua xe của chúng tôi thì chúng tôi đảm bảo những chiếc xe chúng tôi bán ra cho quý vị và các bạn, tiêu chuẩn thứ nhất là chiếc xe không tai nạn, chiếc xe không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ, tất cả nguyên bản hết ạ. Và quý vị các bạn mua về thì quý vị các bạn chỉ đổ dầu, đổ xăng vào để chạy thôi ạ. Nếu như quý vị các bạn muốn sang tên thì quý vị chúng tôi sẽ giúp quý vị các bạn sang tên ngay trong vòng nửa ngày thì quý vị các bạn đã sang tên ngay cho quý vị các bạn rồi. Hoặc nếu như quý vị các bạn chưa có đủ về tài chính, quý vị các bạn muốn làm thủ tục trả góp thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ quý vị các bạn về cái mặt thủ tục trả góp. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang bán với giá là 565 triệu đồng. Và nếu như quý vị các bạn muốn làm trả góp thì quý vị các bạn cũng chỉ cần bỏ ra 200 triệu đồng thôi. Chúng tôi sẽ làm thủ tục trả góp cho quý vị các bạn ngay và luôn ạ. Quý vị các bạn bỏ ra 200 triệu đồng thì chúng tôi sẽ thủ tục trả góp cho quý vị các bạn trong khoảng 2 đến 3 ngày thì quý vị các bạn đã được nhận xe ạ. Và quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất là ưu đãi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này ạ. Xin mời quý vị và các bạn. Mặc dù là cái thời tiết rất là nắng nóng đến trên 40 độ C như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để quay cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này ạ. Sau đây tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về toàn cảnh về cái ngoại thất của chiếc xe ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe, chủ xe cũng đã độ và lắp lên rất là nhiều đồ rồi. Thứ nhất là cái phần nắp thùng, quý vị cũng đã xem đây ạ. Đây là cái nắp thùng thấp mà chủ xe cũng đã lắp lên. Đằng sau là cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi rồi đấy ạ. Quý vị và bạn cùng xem, nó đã thấy nó khác nhiều so với cái phiên bản nguyên bản chưa? Đây là chủ xe cũng lắp thêm là rất là nhiều đồ rồi. Quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Và chiếc xe này nhìn về ngoại thất thì rất là đẹp. Tất cả nước sơn zin còn rất là nhiều ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi vừa mới rửa xong là đem ra đây quay luôn, chứ cũng không, chưa có dọn dẹp và chưa phải làm một bất cứ một cái việc gì cả. Đây là cái phần nắp capo. Nắp capo thì quý vị các bạn cùng xem đấy, chủ xe cũng đã dán thêm một cái nắp capo đã lên đằng trước kia đấy. Nhìn chiếc xe rất là hầm hố và rất là khỏe mạnh ạ. Đấy, chúng ta có thể nhìn một cái góc nghiêng để biết được xem là cái phần nước sơn của xe còn zin hay không, là chúng ta nhìn nghiêng chúng ta có thể biết được xem đã làm hay không ạ. Tôi cam kết là chiếc xe này là sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều, chúng tôi chưa phải sơn xiếc một tí nào đâu, rất là đẹp ạ. Đây là cái phiên bản 2.2 hộp số tự động và làm máy dầu đấy ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên trên tai. Dàn lốp theo xe này là còn nguyên bản vì chiếc xe chạy có hơn 5 vạn km thôi. Cho nên là cái dàn lốp này còn nguyên bản hết đấy ạ. Dàn lốp 2017 còn nguyên hết đấy ạ. Quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là đết lốp này này. Tôi quay cho quý vị cùng xem. Dàn lốp này là đết lốp 2017. Chiếc xe được sản xuất năm 2017. Đết lốp là tuần 30 năm 2017 đấy ạ. Và chiếc xe này được nhập về Việt Nam mình là cuối năm 2017. Đăng ký tháng 12 năm 2017 ạ. Còn rất là đẹp ạ. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe này rất là đẹp vì là chủ xe cũng đã lắp lên cái phần ốp cabo này đây. Ốp cabo này chủ xe lắp thêm này.
Đây là cái phần ốp cabo mà chủ xe đã lắp thêm lên, rất là đẹp ạ. Nhìn cái xe này rất là khỏe, rất là thể thao. Và đây là cái phần đèn, phần đèn mà chủ xe cũng đã độ thêm đây ạ. Phần đèn này là đèn sáng tự nhiên, cứ mở cửa ra là cái đèn này nó sáng rồi đấy ạ. Nó nháy theo xi nhan, và nếu như không bật xi nhan nháy thì nó sẽ sáng trắng luôn ạ. Rất là đẹp. Cặp đèn pha này còn rất là mới ạ. Đây, chiếc xe chạy hơn 5 vạn thôi, cho nên là tất cả nó còn rất là mới và đẹp. Chủ xe cũng đã dán thêm cái ốp viền cho cái cặp đèn này. Ốp viền này nhìn rất là đẹp và rất là thể thao, nhìn chiếc xe rất là khỏe. Quý vị các bạn nhìn cái phần đầu xe đã thấy nó khác thường so với những chiếc xe mà nguyên bản chưa? Rất là khỏe mạnh. Đây, quý vị các bạn có thể nhìn một cái góc nghiêng để thấy được cái là cái phần sơn xe của nó còn rất là đẹp ạ. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận ốp cả những cái tay nắm mở cửa đây ạ. Đây là cái phần tay nắm mở cửa chống xước mà chủ xe cũng đã lắp lên. Đây là cái cặp đèn hậu. Đèn hậu chủ xe cũng đã dán bảo vệ đây. Vừa trang trí cái đèn cho nó đẹp mà vừa bảo vệ được cái đèn này chống xước đấy. Đèn rất là đẹp. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận, dán thêm, lắp thêm rất là nhiều đồ chơi. Đằng sau này thì chủ xe cũng đã lắp thêm là cái phần cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi đấy ạ. Cảm biến lùi, camera lùi rất là đầy đủ rồi ạ. Đây là cái phần nắp thùng thấp. Nắp thùng thấp rất là thể thao mà chủ xe cũng đã lắp lên ạ. Chiếc xe này cũng đã được đầy đủ là nắp thùng rồi. Đây là cái phần thùng của chiếc xe. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần thùng của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe này tôi cũng vừa mới rửa xong cho nên là nó còn hơi ướt thôi. Chứ còn chiếc xe này chúng tôi chưa có sơn xi hay là chưa có dọn dẹp gì đâu. Vừa mới rửa qua đây để đem ra đây quay giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần đèn của nắp thùng đây ạ. Phần đèn của nắp thùng vẫn sáng. Nhìn về tổng thể ngoại thất của chiếc xe này thì chiếc xe này còn rất là đẹp. Vì chạy có hơn 5 vạn km thôi, cụ thể là 57.000 km cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Tôi quay qua cho quý vị và các bạn cùng xem về tất cả về cái phần. Đây là cái phần chassis này, giảm sóc trước của chiếc xe. Tôi quay thật chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy nó còn mới và đẹp như thế nào đấy. Đây là cái giảm sóc trước của chiếc xe đấy. Rất là đẹp, rất là mới ạ. Còn đây là cái phần chassis sau, chassis ở chiếc xe đây. Chassis lòng dè này, giảm sóc này, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chiếc xe chạy có hơn 5 vạn thôi và chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận cho nên nó rất là đẹp ạ. Còn cái phần dây điện này là do chủ xe độ này, đằng sau là có cảm biến lùi, camera lùi, cho nên là chủ xe độ thêm cái phần đấy thì nó có cái dây điện này đấu thêm đấy ạ. Tôi sẽ cố gắng quay thật chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần gầm của chiếc xe. Nếu như quý vị các bạn mua những cái xe bán tải hay những cái xe ở Quảng Ninh hay những cái vùng cái biển có nước mặn ấy thì quý vị các bạn sợ cái phần han gì. Nhưng chiếc xe này thì quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Cái gầm của nó rất là đẹp, không có dấu hiệu của sự han gì hay là gì xét gì cả đâu. Tất cả còn đẹp ạ. Và đây là cái lốp sơ cua của chiếc xe. Mặc dù lốp sơ cua của xe thì là chủ xe cũng đã hạ rồi nhưng mà cũng sử dụng rất là ít. Lốp rất là dày, chắc là cũng chỉ mới hạ có 1-2 lần gì đó thôi. Cho nên là cái hoa lốp này, sơ cua này của nó còn dày lắm. Gần như là mới nguyên, chỉ có gọi là vết hạ thôi. Đây là cái sơn xanh của cái lốp sơ cua đây ạ. Cái sơn xanh, vạch sơn xanh của nó vẫn còn như thế này. Đây là cái vạch sơn xanh này đây. Vạch sơn xanh này vẫn còn, chứng tỏ là chiếc xe này cũng vừa mới hạ lốp sơ cua. Tôi đoán chắc là chỉ hạ chạy được 1 lần gì đó thôi. Đây, cho nên là cái vạch sơn xanh của nó vẫn còn nguyên ạ. Chúng ta có thể nhìn nghiêng, nhìn trực diện vào cái phần nước sơn vào để quý vị các bạn thấy được sơn zin nó còn nhiều hay không. Và nếu như có bị tai nạn đâm đụng làm lại hay không. Nếu mà làm lại rồi thì là cái nền nó sẽ không được căng, không được đẹp như thế này nữa đâu ạ. Tất cả này còn đang rất là đẹp ạ. Chủ xe thì rất là cẩn thận, đã lắp thêm rất là nhiều ốp bảo vệ này. Gương cầu để đỗ lùi cho nó sát này. Nhìn về tổng thể thì chiếc xe này rất là đẹp và rất là thể thao. Vì chủ xe cũng đã lắp thêm rất là cân này. Cái phần đầu thì chủ xe lắp thêm cái ốp cabo. Ốp cabo và cái phần giữa cabin thì chủ xe lắp thêm cái giá nóc. Và đằng sau là cái nắp thùng thể thao. Nhìn cái xe rất là cân, rất là đẹp ạ. Cụm đèn hậu còn rất là mới ạ. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cho nên là nó còn mới và đẹp như thế này đấy ạ.
Đây là cái phần bậc cửa của chiếc xe. Đây, bậc cửa cũng chưa có xước sát, chưa có vỡ viết gì cả đâu ạ. Chưa có đâm đụng hay va chạm gì cho nên nó còn rất là đẹp. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe này cũng rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm hay tai nạn gì cho nên là nó còn nguyên bản hết ạ. Nó còn nguyên hết tất cả đây ạ, cho nên là còn rất là đẹp. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 565 triệu đồng, chỉ 565 triệu đồng, hoặc nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua trả góp thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn trả góp thì quý vị và các bạn cũng chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu đồng, chúng tôi sẽ làm thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn ngay trong vòng khoảng 2-3 ngày thì quý vị và các bạn cũng đã được nhận xe ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đang nóng lòng và rất sốt ruột muốn xem về cái phần nội thất của chiếc xe này nó còn đẹp hay mới như thế nào ạ. Thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa đâu ạ. Ngay sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Bắt đầu bước vào khoang nội thất của chiếc xe thì tôi cũng quay cho quý vị và các bạn xem. Đầu tiên là chúng ta phải mở cái cánh cửa bên lái ạ. Đây là chiếc táp bi của cánh cửa bên lái, mời quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc táp bi này của rất là đẹp ạ, tất cả này còn rất đẹp, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Cho nên là tất cả những cái phần ốc bản lề này, ốc bản lề và cái ốc cánh cửa này của nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và đây, quý vị và các bạn xem qua về cái phần nội thất của chiếc xe. Nội thất thì rất là đẹp ạ, đây, quý vị và các bạn cùng xem ạ. Trần rất là sạch sẽ. Dù là chiếc xe bán tải thôi nhưng mà trần xe rất là sạch sẽ, chủ xe đi rất là giữ gìn. Tất cả những cái phần trần, phần nỉ, phần nhựa rất là đẹp ạ. Đây, và cái đây là chiếc vô lăng của chiếc xe đây. Vô lăng nếu như chạy hơn 5 vạn km thôi thì nó còn rất đẹp như thế này đây quý vị các bạn ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chúng tôi không tua công tơ mét một cây nào cả. Cho nên là cái vô lăng nó còn đẹp như này, chỉ hơn 5 vạn thôi và chúng tôi còn chưa dọn dẹp gì cả cơ đây. Tất cả những cái bẩn này nó vẫn còn trên xe, nếu như dọn rồi thì nó sẽ sạch sẽ hết cơ. Nó đẹp như mới cơ. Đây là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả chứ nó còn bẩn còn bụi đây. Mua về cái là chúng tôi phải đăng lên, chúng tôi quảng cáo, chúng tôi lên ngay để bán chiếc xe này. Còn nếu như quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp rồi quý vị và các bạn ưng xe, mua xe xong là quý vị và các bạn có nhu cầu dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi sẽ lại dọn dẹp sạch sẽ cho quý vị và các bạn. Đây, tất cả nó còn bụi bẩn thôi, đây là cái bụi bẩn thôi nhé. Lau dọn đi là nó sẽ sạch hết chứ nó không phải là ấy, chúng tôi chưa dọn thì nó mới như thế đâu. Quý vị và bạn cùng xem ạ. Và đặc biệt là cái phần bậc cửa đây, tất cả cái phần bậc cửa này chủ xe đi rất là giữ gìn này. Bậc cửa này có những chỗ này còn chưa bóc ni lông này. Chưa bóc ni lông và cái phần này chủ xe lại ốp thêm cái phần inox này. Ốp thêm phần inox này để cho nó chống xước bậc cửa. Điều này chứng tỏ là chủ xe đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận. Và chủ xe đã bọc lên cái bộ ghế da này. Ghế da này là cũng tương đối xịn đấy. Da này là tương đối xịn và là cái da màu vàng, màu kem. Nhìn cái nội thất rất là sáng và sang trọng ạ. Đây, chủ xe cũng đã lắp thêm là cái bộ trải sàn 5D. Đây là cái bộ trải sàn 5D 2 lớp đấy ạ. Chủ xe rất là cẩn thận. Và bên dưới thì cũng đã lắp lót sàn da. Lót sàn da và trải sàn 5D 2 lớp. Chủ xe rất là cẩn thận cho nên là mới làm được đẹp như thế này đấy ạ. Cái phần đằng sau này cũng vậy ạ. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái cánh cửa phía sau đấy ạ. Cánh cửa phía sau này, tất cả về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía sau nó còn nguyên ạ. Tôi cam kết là chiếc xe này còn nguyên bản ạ, chưa mất một phân keo chỉ nào cả đâu. Chưa có tai nạn gì cả. Chủ xe thì đi rất giữ gìn và rất là cẩn thận. Lót sàn này, toàn bộ về cái phần ghế ở phần phía sau này còn rất là đẹp ạ. Tuy là chưa dọn gì cả cho nên là nó mới, vì là chưa dọn gì cả cho nên nó mới bẩn như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Chứ nếu như dọn sạch sẽ đẹp đẽ lên rồi thì nó đẹp lắm chứ không phải là nói đâu. Đây là chỉ là do bẩn thôi. Những cái vết này là do sử dụng cho nên là nó bẩn rồi. Tiếp đến là tôi sẽ quay về cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Cũng giống như vậy thôi, tất cả này còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết về cái phần cái keo chỉ này còn nguyên, chưa mất một phần nào đâu. Tất cả còn rất đẹp và chủ xe thì đi rất là giữ gìn. Chủ xe đi rất giữ gìn nó mới đẹp như thế này ạ. Nhất là cái trần. Trần xe nếu như chúng tôi đi mua về nhiều cái xe nó có trần nó bẩn quá vì đi không giữ gìn.
cho nên là phải về phải đánh dọn rửa sạch sẽ ngay ạ. Chiếc này thì chúng tôi còn chưa có đánh rửa gì cả, tất cả là còn nguyên như vậy ạ. Chủ xe giao cho tôi như thế nào thì về chúng tôi cũng vừa mới chỉ có rửa xong thôi, phải đem ở đây quay cho quý vị các bạn cùng xem luôn ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn rất là đều và đẹp ạ. Chiếc xe này còn đẹp lắm đấy ạ, vì là sản xuất năm 2017, đăng ký là tháng 12 năm 2017 ạ. Cuối năm 2017 rồi cho nên chiếc xe nó mới đẹp như thế này ạ. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ốc còn nguyên, chưa tháo một cái ốc nào cả. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Táp lô đây, táp lô rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần táp lô xe, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem. Tất cả này còn nguyên bản hết ạ. Chủ xe cũng để nguyên bản về cái phần táp lô này. Tuy rằng có lắp thêm một vài thứ nhưng nó không liên quan gì đến kết cấu của cái táp lô này ạ. Chưa sửa chữa gì cả tất cả. Quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Tôi cho giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái đồng hồ của chiếc xe. Tôi bật điện lên cho quý vị các bạn cùng xem đây. Đấy, tôi bật điện lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đồng hồ của chiếc xe này chạy được 57.055 km, tức là 5.700.000 ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc đồng hồ này chúng tôi không tua một cây số nào cả. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn cũng biết 5.700.000 thì cái vô lăng này nó mới được đẹp như thế này ạ. Nếu như tua lại thì lại đương nhiên, nếu như tua về nó chạy nhiều rồi tua về thì lại phải làm lại cả vô lăng. Mà vô lăng này thì không thể bọc được đâu quý vị các bạn xem đấy. Cái vô lăng này thì không bọc được. Nếu như vô lăng khâu ra thì chúng tôi có thể làm lại được, chứ cái vô lăng này thì chịu không làm lại được. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và chiếc xe cũng đã được trang bị lên là những phím điều khiển trên vô lăng. Đây là chỉnh bài to nhỏ, nick bài này, điện thoại rảnh tay này. Tất cả cũng được tích hợp lên cái vô lăng này. Và bên này là cái phần cruise control, tức là ga tự động. Để quý vị các bạn đi đường trường, đường cao tốc thì sử dụng cái này rất là tiện lợi. Tức là ga bằng tay đấy. Đấy. Đây là cái phần cảm biến lùi đây. Chủ xe cũng đã lắp thêm với cái phần cảm biến lùi. Và đây là cái phần gương gập điện này. Gương gập điện, chủ xe cũng đã lắp thêm cái phần gương gập điện. Công tắc này là công tắc chế đấy, chứ nguyên bản của chiếc xe này là không có gương gập điện đâu. Cho nên là chủ xe cũng đã đổ thêm cái phần gương gập điện. Và gương gập điện chủ xe cũng lắp tự động. Chỉ cần bấm khóa là cái gương nó sẽ gập lại. Và mở khóa thì cái gương nó sẽ mở ra. Đấy, quý vị các bạn cùng xem. Rất là đẹp ạ. Đây là cái phần cam hành trình mà chủ xe lắp lên đấy. Cam hành trình này là cam đôi, tức là cam cả trước cả sau. Cam trước cam sau có hết rồi đấy ạ. Tích hợp lên trên cái màn hình này. Và có cả camera lùi cũng tích hợp luôn lên trên cái màn hình này rồi. Vừa là camera hành trình, vừa là camera lùi. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe ô tô ngoại thất có đẹp đến đâu, nội thất có đẹp đến đâu, nhưng cái phần quan trọng mà quý vị các bạn quan tâm nhất về chiếc xe ô tô, đặc biệt là đi mua chiếc xe ô tô cũ, thì quý vị các bạn không thể không quan tâm, không thể bỏ qua cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ quan trọng nhất đấy ạ. Động cơ nó được coi như là cái trái tim của chiếc xe. Ford đã trang bị cho chiếc Ranger XLS này là một động cơ diesel 2.2 lít ạ. Và cái điều đấy không quan trọng là cái việc là động cơ như thế nào mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây. Chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn xem ở đây là chiếc xe Ford Ranger XLS đã qua sử dụng và sản xuất năm 2017. Mà cái điều đặc biệt quý vị các bạn quan tâm hoặc là chúng tôi quan tâm đi mua xe cũ ở đây là chiếc xe nó có còn nguyên bản hay không, có bị đâm đụng hay là ngập nước hay là có bổ máy, có làm lại máy hay không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng xem. Cái việc đầu tiên mở cái nắp capo này lên thì chúng ta phải đi một vòng xem là cái ốc capo nó còn nguyên bản hay không, keo chỉ còn nguyên hay không. Đây, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem tất cả về cái phần ốc capo này và cái phần capo này, keo chỉ tất cả nó còn nguyên bản. Nếu như cái ốc capo này nó còn nguyên bản và keo chỉ còn nguyên bản thì chứng tỏ là chiếc xe này không bị tai nạn rồi, không phải tháo ra để sửa chữa rồi. Tất cả các ốc nó còn nguyên bản. Và cái ốc về động cơ thì quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Tôi sẽ quay và thật sát cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Tất cả về cái phần động cơ đây. Quý vị bạn cùng xem tất cả cái ốc của cái động cơ này nó còn nguyên hết, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị làm lại máy. Tất cả nó còn nguyên hết ạ. Chúng tôi cam kết là máy móc này còn nguyên bản ạ, chưa có bị ngập nước hay là chưa phải làm lại gì đâu ạ. Tất cả cái ốc, từ ốc chân máy, ốc mặt máy, ốc cổ bô, tất cả đều còn nguyên bản hết ạ. Chưa có sự can thiệp vào đây ạ. Chưa có sự can thiệp sửa chữa gì vào đây ạ, cho nên là nó còn nguyên bản. Điều này quý vị các bạn mua về sử dụng thì quý vị các bạn rất là yên tâm. Hoặc là anh em thợ xem qua đây là lấy cho người nhà thì quý anh em cũng yên tâm nhá. Vì là cái ốc này tất cả nó còn nguyên hết này, chưa có tháo ra một tí nào đâu ạ, còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không có tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ.
Mặc dù là chúng tôi cũng vừa mới mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu, tất cả nó còn bẩn nguyên đây ạ. Quý vị các bạn cùng xem ạ, nếu mà dọn dẹp rồi thì nó sẽ sạch sẽ cơ, nó không được như này đâu. Đây là chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, và để xe thì toàn để ở trong gara của nhà chứ không phải gửi ở đâu cả, cho nên nó mới sạch sẽ đẹp đẽ như thế này đấy. Quý vị các bạn cùng xem là quý vị cùng bạn cũng có thể biết được đấy ạ. Tất cả nó còn mới, nó còn đều đẹp như thế này ạ, nó còn đều như thế này, mặc dù chúng tôi chưa dọn nó còn bẩn như thế này mà nó đã đẹp như thế này rồi. Nếu như chúng tôi mà dọn dẹp chiếc xe này, chúng tôi đem ra thợ nó dọn dẹp cái chiếc xe này lên thì cái động cơ này nó như là một cái xe mới luôn, chứ không khác gì một cái xe mới ạ. Vì là chiếc xe mới chạy có hơn 5 vạn km thôi. Những chiếc xe ô tô, đặc biệt là những chiếc xe ô tô bán tải này mà nhập khẩu mà nó lại được sản xuất 2017 hoặc là như thế nào nữa, quý vị các bạn phải nói là nếu như nó đi vài chục vạn cũng chả vấn đề gì. Chứ nói đây là chiếc xe mới chạy có hơn 5 vạn thôi. Hơn 5 vạn thôi thì chiếc xe nó còn rất là mới ạ. Quý vị các bạn mua về thì quý vị bạn cái xe này thì tôi khẳng định với quý vị các bạn, trong vòng 5 năm đầu tiên thì quý vị các bạn không phải làm bất cứ một cái việc gì, chỉ việc đổ dầu thay dầu mà chạy thôi, chứ không phải sửa chữa, không phải làm gì cả, vì nó còn gần như là mới luôn. Quý vị các bạn đang xem clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và nếu như quý vị các bạn có nhu cầu muốn mua chiếc xe ô tô này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.